em lạ lắm. Em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Mình phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. Phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Cuộc tình thứ 3 là em quen được 7 ngày. Wow. Em quen có 7 ngày mà em cao lên thêm được từ 1m7 mà lên thành 2 mét mấy luôn á. Trời ơi. Gì vậy? Chừng em nó mọc lên đó chị. À, chuyện tình yêu của em viết tiểu thuyết luôn cũng được nữa anh. À, bao nhiêu trang à? Nhưng mà thôi thì em kể ngắn gọn xúc tích. Ngắn gọn xúc tích nhưng cuốn truyện tranh thôi. Dạ, em có 3 cuộc tình. 3 cuộc tình. Cuộc tình đầu tiên là em quen 3 năm. 3 năm. À, lý do em chia tay là vì em xấu và chán rồi nên người ta bỏ em. Đơn giản ngắn gọn ha. Cái lúc thời đó đúng không? Đơn giản ngắn gọn đúng không? Em như vậy nè, tính em lạ lắm. Em mà muốn chia tay rồi, tại vì em sẽ không bao giờ để cho bạn nam có quyền được nói lời chia tay với em đâu. Em phải đá người ta, em phải đá người ta, đá người ta. Cho nên là trước khi em đá người ta là em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Em chuẩn bị lên kế hoạch hết rồi. Kế hoạch như thế nào? Mình phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. Phải đẹp lên, mình đá người ta nó mới sốc chứ. À, đó chính là một chiến lược em giảm cân bắt đầu. Mà em quen người ta thì là em có 50kg thôi. À, em cao 1m68. À, thì dáng em nói chung là cũng ok. Em xin... Ủa, sao tự nhiên quen với anh đó 3 năm mà mập lên là sao? Em quen 3 năm mà em lên có 20kg. Trời. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Trời ơi, thôi anh bỏ em cũng đúng rồi em ơi. Trời ơi, con gái gì mà để một hơi lên 20kg dữ vậy trời. Gì dữ vậy? 20kg đó lên trong lòng bao nhiêu lâu? Dạ là nó kéo dài dai dẳng là hơn 2 năm mấy thì. Nhưng mà nó có lên... cái nguyên nhân gì mà em lên dữ vậy? À, em bị stress đó chị. Tại stress cái chuyện gì? À, quen ảnh nhưng mà gia đình không thích. Với lại kiểu bị áp lực nhiều phía. Có một khoảng thời gian em quen ảnh thì em cắt đứt liên lạc với gia đình luôn. Cái em buồn quá, em ăn quá em lên ký. Em đi làm về trễ chị. À, xong đêm. Rồi cái ăn đêm. Ừ. Ban ngày thì không ăn nhưng mà ăn đêm cho nên là mới bị mập lên rất là nhiều. Rồi cuối cùng bỏ anh đó đi rồi. Mới cùng là bỏ được. Rồi mối tình đầu tiên. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi nó đi. Chôn vùi chung với mấy ký mỡ nó đi. Ừ, chôn vùi đi. Bây giờ bươi cái mối tình thứ hai lên. Coi nhẹ lên nè. Thứ hai thì cũng không có nồng nàn gì lắm nhưng mà cũng quen tìm hiểu nhau được 6 tháng. Mới đầu thì cảm giác là thấy chung nhịp nhưng về sau thì em cảm giác là thấy không có chung nhịp nữa cho nên là em cũng kiểu lơ lơ không có gì. Mà lúc này ốm lại chưa? Lúc đó em đẹp lắm chị. Em đẹp lắm hả? Em đẹp nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. Nhưng mà cấp độ đẹp đó vẫn chưa như bây giờ. À, bây giờ đẹp hơn đúng không? Bây giờ xinh hơn. Em vẫn cảm thấy là giờ em xinh hơn. Tự tin luôn. Wow. Rồi cuộc tình thứ 3 là sao nè? Cuộc tình thứ 3 là em quen được 7 ngày. Wow. Bác ơi, 7 ngày bác cũng tính mối tình luôn đó, 7 ngày đó. Rồi. Dạ không, tại vì chẳng qua là lỡ người ta tỏ tình mình đồng ý nên mình phải tính. À. Mình tính nhưng mà quen có 7 ngày mà em cao lên thêm được từ 1m7 mà lên thành 2 mét mấy luôn á. Trời ơi. Gì vậy? Sừng em nó mọc lên đó chị. Bị bạn trai cho cắm sừng. Mọc ở chân mà nó mọc ở khúc nhưng đầu. Nhưng mà mới quen có 7 ngày mà sao mà sừng. Mới quen có 7 ngày hơn ra luôn phát hiện ra mấy cặp sừng luôn. Mấy cặp sừng là cái anh đó anh quen một lần mấy người luôn. Dạ trời ơi nó ly kỳ lắm. Và một ngày đẹp trời rằng là anh bảo với em rằng ừ cái ngày đó là anh đi công tác. Anh kêu rằng là anh sẽ họp hành rồi này kia nhiều cho nên là sẽ không có liên lạc được với em hay là anh có lơ là em thì em thông cảm đồ này nọ. Nhưng mà thực chất thì đến ngày đó thì anh không có đi công tác gì hết á. Thảo anh bắt gặp ở quán cà phê đang ngồi chung với rất nhiều em xinh đẹp khác. Rất nhiều em nhiều khi bạn bè người ta thôi. Chứ nếu mà bồ là một em thôi này nhiều. Chưa khúc sau nó gay cấn hơn. Sao chị nữa? Khúc nào? Em kể cho chị nghe. Chị kể đi chị nôn quá à. Thiệt là học ghê á. Như cũng có tiểu thuyết. Một lúc sau thì mình đi ra thì ổng đi ra thì lại có xe của ổng tới rước. Thì trên xe có một người khác nhưng mà có một người phụ nữ khá là trẻ và xinh mà đang bế một đứa bé nữa. Thì ảnh lên xe thì ảnh mở cửa ra thì ôm đứa bé đó thì em hình dung ra được một câu chuyện rằng là người đàn ông này đã có gia đình rồi mà còn quen em. Khi mà em quay trở lại vô thì em hỏi những cái bé mà đang ngồi cái quán cà phê ngồi lúc nãy á, có một cái bé ngồi rất là sát ảnh kiểu rất là thân là mình cảm giác là mình thấy lấn cấn rồi mình vô mình hỏi mấy em với ảnh là mối quan hệ sao thì có một bé kêu là hai em thì chỉ là bạn thôi còn cái này là đang quen ảnh, em là bạn gái của ảnh. Mình nghe là mình thấy mình cũng sốc rồi. Thì lúc sau em vô trong quán cà phê vô cái chỗ lại cái vị trí của em ngồi thì khoảng tầm 10-15 phút sau gì đó thì có một bé lễ tân thì đi ra ghi cho em một cái tờ giấy đưa trong tay bàn tay của em thì bảo rằng là chị ơi vô toilet đi em có chuyện muốn nói với chị. Em đi vô theo bé hỏi em kêu là em thấy chị khá là tức giận chị với anh chàng đó đó là sao
cái mình cũng kiểu là chị là bạn gái của anh đó, có gì không em? Bé quay qua kêu rằng là chị và anh quen nhau lâu chưa? Mình cũng trả lời đâu sợ đâu, bé nhỏ hơn mình mà, lỡ mà nó có quýnh mình thì mình quýnh lại thôi. Trời ơi, ghê quá. Cái chuyện sành tiểu thuyết rồi mấy em ráng nghe, nghe tiểu thuyết rồi. Rồi trời ơi, xinh xắc quá. Quá trời quá đất rồi. Cái bé nó mới trả lời rồi kêu là như vậy. Thì em mới kêu rằng là rồi em muốn nói gì với chị thì em cứ nói đi, chị đừng có quen với anh đó, ảnh nó lừa chị á. Hiện tại em đang quen ảnh. Cái em mới quay qua kêu là ủa là sao, mà bé ngoài bàn ngoài kia cũng là bạn gái rồi, em cũng là bạn gái rồi, cái người trong xe là có khả năng là vợ hay là người yêu hay là cái gì đó của ảnh rồi, em lại nữa rồi. Em nói vậy là sao chị không hiểu? Ổng đi lừa nhiều người lắm. Kêu là ủa rồi em dứt ra khỏi cái mối quan hệ đó chưa? Kêu chưa, vẫn còn nằm trong đó. Rồi bây giờ em dứt ra khỏi mối quan hệ đó chưa? Dứt liền. À dứt liền vậy được rồi. Sao vậy? Không nha, em không có nha. Rồi bây giờ mẫu bạn trai muốn kiếm sao nè, hai anh bên đây không có vậy đâu. Hai anh bên này đàng hoàng lắm, không có mà cho em mọc sừng đâu, em đừng lo. Không đâu, giờ thử cho em mọc sừng đi là tới công chuyện với em luôn. Tới công chuyện luôn hả? Mẫu người của em thì chững chạc, hầu như là những người em quen đều lớn hơn em, tuổi lớn hơn em. Lớn hơn mới cho em mọc 8 cái sừng đó. Nhỏ nhỏ nó mới thương em, nó mới chơi với em, nó cùng trang lứa. Mở cửa trái tim mới biết nó được. Nó khác liền ha. Chưa. Hỏi. Em đi theo ai vậy cưng, em gái? Em đi theo chị Tuyền. Dạ hai anh trên này nè, em nhận xét cho chị cho nó cụ thể cho bên kia bạn em nghe coi. Dạ theo em thì không có anh nào phù hợp hết. Không anh nào phù hợp hết. Trời dạ. Thẳng quá vậy. Sao vậy em? Em thẳng quá vậy em. Dạ tại thì chị Tuyền là một người kiểu chững chạc lắm. Tính cách cũng trưởng thành nữa. Thì lâu lâu cũng có chút nhõng nhẽo, nhưng mà hai bên này không ai chịu được chị đó đâu. Cho nên là không ai chịu được. Không anh nào hợp hết. Dạ. Trời ơi, hàng gì bây giờ chị Tuyền em cô đơn hoài. Giờ dắt em theo nữa đó. Xem bàn rau gì. Bắt bà này ở nhà, nhốt vô nhà cho tôi nha. Tại vì sáng nắng chiều mưa tối sấm chớp như chị Tuyền em còn chịu không được nữa, nói gì là mấy anh đó. À là em lo cho hai anh này phải không? Dạ đúng rồi. À ta nói vậy mình không. Cũng hoang mang quá Tường. Hoang mang quá thôi để giờ cho gặp mặt người ta tự đi chứ bây giờ cũng mà mình nghe mình cũng hoang mang nữa. Mở cửa trái tim. Đẹp trai đẹp gái không à? Wow. Hỏi được gặp mặt nhau trực tiếp. Trai đẹp gái không hà. Rồi bây giờ tôi hỏi nè, mở cửa trái tim ra, cảm xúc đầu tiên của em là như thế nào khi thấy hai cô gái của chương trình? Hai cô gái xinh đẹp. Bên này em thấy sao? Thấy rung. Hả? Thấy rung. Gì vậy gì vậy? Đừng từ đừng xỉu chứ đâu cáp em. Thấy gì? Thấy sao? Thấy rung. Thấy rung. Thấy sáng. Sáng. Xinh sắc. Sắc. Xinh xắn. Xinh xắn. Ghê. Sáng sắc và xinh xắn. Rồi em gái ghế xanh. Em thấy bỡ ngỡ. Nó không như những gì em tưởng tượng cho lắm. Em tưởng tượng sao? Tại vì trước giờ em chưa có quan điểm là em sẽ quen gặp được người đẹp trai. Chứ em quen sao? Nay tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ. Tự nhiên gặp trai đẹp, cái tự nhiên thấy nó là lạ.